Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi và lắng nghe. Theo công hàm của Sở Công an khu tự trị Trang, Quảng Tây gửi đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh cho biết, có 7 người Việt Nam tử vong và 33 người bị thương do lũ quét và sạt lở đất tại thành phố Mông Dương, Quảng Tây. Trước đó, Sở Công an khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, Trung Quốc gửi công hàm đến Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc thông báo danh sách những công dân Việt Nam bị nạn do lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mông Sơn, thành phố Ngô Châu thuộc khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây, Trung Quốc. Thông tin ban đầu về vụ tai nạn nói trên đã làm 7 người chết, 33 người bị thương, tất cả đều cư trú ở huyện Mèo Vạc, Hà Giang và được cho là sang Trung Quốc làm thuê. Sáng nay, trao đổi với phóng viên ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, bước đầu xác định 7 người tử vong nói trên là ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Chúng tôi đã giao cho các ngành của tỉnh cùng huyện Mèo Vạc làm việc với cơ quan chức năng của Trung Quốc để xác minh thêm, sau đó hoàn tất thủ tục để sớm đưa các nạn nhân về nước. Ông Quý nói, liên quan đến nội dung trên, vào sáng cùng ngày trao đổi thêm với phóng viên, ông Ma Quốc Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc cho biết, ngay khi nhận được thông tin, công an huyện đã vào cuộc điều tra xác minh và khẳng định 7 nạn nhân tử vong nói trên là người ở xã Khâu Vai của huyện này. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để lo hậu sự cho 7 nạn nhân, theo thông báo của Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã gửi thông tin nhân thân về 30 người Việt Nam khác hiện an toàn cho cơ quan chức năng trong nước để xác minh và thu xếp đưa những người này hồi hương trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho biết có 3 cháu nhỏ từ 1 đến 3 tuổi là con em của các lao động Việt Nam đã được đưa vào chăm sóc tại trung tâm cứu trợ của thành phố Ngô Châu. Thưa quý vị và các bạn, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay, hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đất đá. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Ma Xin Mo, huyện Ma để tìm kiếm, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay. Theo AFP, khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi sụp xuống, tạo thành đống đất đá dài khoảng 2 km chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền huyện Mao cho biết, các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở. Hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở. Xinhua cho biết một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Hương, Tứ Xuyên bị đổ sập lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng trước trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, ít nhất 8 người chết trong các trận lở đất ở miền đông Trung Quốc, sau khi nước này hứng chịu nhiều cơn mưa lớn từ bão số 5. Kính thưa quý vị khán giả, giới chức Trung Quốc cho hay một trận sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Thẩm Quyến, miền nam Trung Quốc sáng hôm Chủ nhật, khiến bùn và đất bao phủ cả một quận công nghiệp, 900 người phải sơ tán, 59 người bị mất tích và ít nhất 22 tòa nhà bị phá hủy. Một trong các tòa nhà bị sập do bùn đất từ biển tràn vào quận công nghiệp tại Thẩm Quyến. Đất đá bao phủ một diện tích lên đến 20.000 m2. Theo Cục Phòng chống cháy nổ thuộc Bộ Công an Trung Quốc, một người dân cho biết người này đã nghe một tiếng nổ lúc trưa hôm qua khi vụ sạt lở xảy ra. Các hoạt động cứu trợ đang được tiến hành tại hiện trường. Khoảng 1.500 người từ lực lượng cứu trợ có mặt tại hiện trường để giải cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo truyền thông Trung Quốc cho hay, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ đạo khắc phục tình hình và đã điều các lực lượng cứu trợ tới hiện trường. Trước đó, một vụ sạt lở đất tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã khiến 25 người thiệt mạng. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đã cứu sống 4 người trong đống đổ nát, 3 người bị thương nhẹ. Người dân địa phương đang trông đợi lực lượng cứu trợ tìm kiếm người thân bị mất tích tại khu sạt lở đất. Theo BBC, 59 người đã bị mất tích, 22 tòa nhà đã sụp đổ trong một vụ lở đất tại khu công nghiệp phía nam Thâm Quyến, Trung Quốc. Khoảng 900 người đã được sơ tán, 4 đứa trẻ đã được cứu lên từ đống đổ nát mà không bị thương tích. Hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Đội cứu hỏa Thâm Quyến cho biết, họ đang tích cực tìm kiếm những người mắc kẹt khác, có ít nhất 27 người vẫn còn đang mất tích. Hai ký túc xá cho công nhân đều bị ảnh hưởng trong vụ động đất. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong tòa nhà bị sập ở Thâm Quyến. Một tòa nhà được nhìn thấy nghiêng mạnh về một phía, một số tòa nhà đã sụp đổ toàn bộ. Cục An ninh Công cộng Thâm Quyến đã gửi thông báo trực tuyến cho biết, sau khi lở đất có 21 người đàn ông và 6 người phụ nữ đã bị mất tích. Văn phòng chữa cháy của Cục Công an cho biết, hơn 1.500 nhân viên cứu hỏa đã được gửi đến nơi xảy ra lở đất. Đây là vụ lở đất lớn thứ hai xảy ra ở nơi này trong vài tháng gần đây. Chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết sạt lở đất cũng gây ra một vụ nổ chạm xăng gần đó. Trước đó,
một vụ lở đất ở tỉnh Chiết Giang cũng đã giết chết ít nhất 25 người trong tháng trước. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người đàn ông mắc kẹt trong đống đổ nát trong vụ sạt lở đất Thẩm Quyến, Trung Quốc. Vụ lở đất xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua đã làm sập hơn 30 tòa nhà, làm một người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người đầu tiên thiệt mạng hôm thứ Ba. Số người mất tích hiện tại là 70 người. Vào lúc 3 giờ 30 phút hôm nay theo giờ địa phương, đội cứu hộ đã tìm thấy một thanh niên mắc kẹt trong tòa nhà đổ nát. Ngay lập tức đội đã giải cứu và đưa người này đi điều trị y tế. Theo Xinhua News, nạn nhân được giải cứu là Tian Zeming, 19 tuổi, một công nhân nhập cư từ Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Hiện tại, hàng ngàn nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Rất may mắn là số người mất tích có xu hướng giảm, vì nhiều người được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát đã liên lạc với các nhà chức trách thông báo an toàn và công tác giải cứu đã hoàn thành lúc 6 giờ 40 phút theo giờ địa phương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa ra xe cứu thương để được điều trị y tế. Các công nhân lái xe xây dựng đã giúp giải cứu và giao thực phẩm tới những người dân bị mắc kẹt tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Khi nước lũ bắt đầu rút, lực lượng cứu hộ ở thành phố 12 triệu dân đã sử dụng xe xúc, thuyền bơm hơi và bè tạm để vận chuyển một số cư dân đến vùng đất khô và giao hàng cho những người khác trong các khu chung cư cao tầng. Thưa quý vị, Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam đã hứng chịu đợt mưa lũ ngàn năm có một, khi lượng mưa trong vài ngày qua đã tương đương với tổng lượng mưa của cả năm. Trận lũ lụt nghiêm trọng đã giết chết hơn 20 người và hơn 300.000 người bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm của thành phố. Mưa lớn cũng gây mất điện và khiến người dân mắc kẹt ở nhà, trong văn phòng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Một số lực lượng cứu hộ là tình nguyện viên sử dụng các phương tiện tạm bợ như xe tải để giúp đỡ người dân. Anh Lee Kaui, một trong những tình nguyện viên cho biết, nhu cầu về hàng hóa và thực phẩm cơ bản tại Trịnh Châu hiện rất lớn. Chúng tôi bắt đầu một ngày của mình lúc 8 giờ sáng và hoạt động liên tục đến 2 giờ sáng hôm sau. Ngoài lúc ăn trưa và đi vệ sinh, chúng tôi phải có mặt ngoài đường liên tục, anh Lee nói. Tại các khu vực khác của thành phố, nơi nước lũ đã rút bớt, lực lượng lao công đã bắt đầu công việc dọn dẹp các cành cây và thu dọn rác rưởi, ô tô và xe máy bị nước lũ cuốn trôi. Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ, bao gồm cả quân đội, đã được triển khai trên khắp Hà Nam. Hiện mưa lũ đã làm 56 người chết, 5 người vẫn còn mất tích tại tỉnh này. Các chuyên gia cứu hộ từ các tỉnh lân cận đã được điều động đến cùng với xe chuyên dụng để thông cống trên các tuyến phố, nút giao thông và hầm đường bộ. Trong khi mưa ở Trịnh Châu đã dịu xuống thành mưa phùn nhẹ, các khu vực khác của Hà Nam vẫn được dự báo sẽ có mưa lớn tới cuối tuần. Sự tàn phá và thiệt hại về nhân mạng đã làm dấy lên sự chỉ trích của công chúng Trung Quốc về phản ứng chậm chạp của cơ quan điều hành tàu điện ngầm ở Trịnh Châu, khiến chính phủ Trung Quốc ra lệnh cho chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp trong giao thông đô thị. Các lũ lụt. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin quá hay, hôm qua ông Tập Cận Bình run sợ khi Triều Tiên tức giận phóng liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo làm cháy một máy bay do thám Su-30 của Trung Quốc ở gần biên giới Trung Triều, khiến cho chính phủ của Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình chiến sự ở biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang căng như dây đàn khi hôm qua vào lúc 14 giờ 15 phút giờ Việt Nam, quân đội Triều Tiên của ông Kim Jong-un đã bất ngờ cho nã liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo. Và vụ phóng tên lửa trên đã làm ít nhất một chiếc máy bay do thám Su-30 của phía Trung Quốc vỡ tan tành như sắc pháo. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết trước những mối đe dọa liên tiếp đến từ chính quyền ông Tập Cận Bình, khi vào sáng ngày hôm qua, Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã ngang nhiên cho máy bay do thám nói trên bay lượn khắp một vùng trời của Bình Nhưỡng để chụp ảnh, theo dõi những hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên. Được biết, trước đó chính quyền ông Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo phía Trung Quốc nhưng Bắc Kinh vẫn phớt lờ và bất chấp tất cả. Hôm qua, Trung Quốc đã cố tình cho máy bay xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lãnh thổ của đất nước nhân xâm này. Và trước sự đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lãnh thổ của đất nước mình, lập tức người đứng đầu của Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un, đã lệnh cho quân đội phóng liên tiếp hai quả tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn và có tầm bay xa 500 km, khiến cho một máy bay do thám của phía Trung Quốc vỡ tan tành.
Truyền thông của Bình Nhưỡng cho biết mục đích của việc phóng tên lửa hôm qua của Triều Tiên, một là để bắn rơi chiếc máy bay Su-30 của phía Trung Quốc khi mà nước này đang cho máy bay bay lượn khắp bầu trời của Bắc Triều Tiên. Hai là Bình Nhưỡng muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động gây hấn, những hành động vi phạm chủ quyền, chấm dứt ngay hành động điều xe tăng, điều máy bay và điều quân lính lên biên giới giữa Trung Triều để gây căng thẳng xung đột giữa hai nước ngay lập tức. Nếu không, chính phủ Trung Quốc sẽ nhận một kết quả đau thương chưa từng có. Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền của ông Tập Cận Bình khi cho rằng Bắc Kinh liên tục điều quân lính đi gây hấn với cả các nước trong khu vực, đặc biệt là 13 nước láng giềng xung quanh mình. Hành động đó cần được dẹp bỏ và cần được trừng trị, và Triều Tiên sẽ là nước tiên phong trong 14 nước láng giềng nói trên để ra tay trừng trị Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bộ Quốc phòng của Bình Nhưỡng giải thích nếu không trừ họa từ phía Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ lên mặt dương oai thị uy sức mạnh để dùng vũ lực chiếm đóng các nước trong khu vực. Vì thế lần này chính quyền của ông Kim Jong-un sẽ ra tay một cách mạnh mẽ nhất để trừng trị phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cách đây khoảng 9 hôm, chính quyền của ông Kim Jong-un cũng cho bắn 3 quả tên lửa có quỹ đạo bay rất xa và sát biên giới của Trung Quốc, nơi được cho là thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai nước trong 3 tuần vừa qua. Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc cũng cho biết, một tháng trở lại đây, chính quyền của ông Kim Jong-un đã cho quân đội của nước mình phóng liên tiếp 5 lần tên lửa, và mỗi lần như vậy thì đều có sự chỉ huy chỉ đạo sát sao từ người đứng đầu của Bình Nhưỡng, ông Kim. Còn theo các nhà phân tích cho biết, tuy Triều Tiên là một nước nhỏ bé, nghèo nàn lạc hậu bởi vì bị cấm vận trong suốt những thập kỷ vừa qua, nhưng trên thế giới không một nước nào dám đụng vào Triều Tiên, kể cả là Mỹ, bởi vì chính quyền của ông Kim Jong-un đang sở hữu trong tay một loạt các vũ khí hủy diệt mà thế giới không bao giờ có. Đất nước của Triều Tiên nổi tiếng với những quả tên lửa siêu hạng, tên lửa xuyên lục địa và tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân. Đó là một trong những vũ khí lợi hại làm cho Bình Nhưỡng trở nên nổi tiếng trên thế giới. Các nhà phân tích còn cho biết tiếp, Nam Triều Tiên tức là Hàn Quốc bây giờ cùng với Nhật Bản, hai nước này có lãnh thổ giáp với biên giới Bắc Triều Tiên, đều phải cảnh báo mức độ cao nhất mỗi khi mà chính quyền ông Kim Jong-un cho thử tên lửa. Đó là vì sao mà máy bay do thám Su-30 của phía Trung Quốc đã bị bắn nổ tan tành như sắc pháo vào ngày hôm qua khi xâm phạm đến bầu trời, đến vùng lãnh thổ của đất nước được gọi là tên lửa này. Thưa quý vị, được biết ngay sau khi biết chiếc máy bay do thám Su-30 của nước mình bị bắn nổ tan tành, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Bình Nhưỡng. Bắc Kinh cho rằng hành động trên là không thể nào chấp nhận được. Bắc Kinh đổ lỗi cho chính quyền ông Kim đã liên tục gây căng thẳng cho phía Trung Quốc. Một trong những bài phát biểu gần đây nhất tại thủ đô Bắc Kinh ngày hôm qua, người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phụng Hòa đã nói rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu mọi hậu quả khi bắn rơi chiếc máy bay của phía Trung Quốc. Hiện chính phủ của ông Tập Cận Bình đang cho điều gấp quân đội của mình mang theo 5.000 lính cơ động, 40 xe bọc thép mang theo pháo cao xạ, 18 máy bay J-11 và J-31 cùng nhiều pháo cối, súng đại liên và đại bác tiêm kích lên vùng biên giới giáp danh giữa lãnh thổ hai nước để chuẩn bị trả đũa Bình Nhưỡng. Nhưng theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, nếu như hai nước đối đầu và xảy ra chiến tranh trực tiếp với nhau thì chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ thất thủ và chính quyền của ông Kim sẽ san phẳng Trung Quốc, hủy diệt Bắc Kinh trong một thời gian rất ngắn, bởi vì quân đội của Trung Quốc được xác định là yếu hơn rất nhiều so với quân đội của Triều Tiên về mọi mặt. Các chuyên gia quân sự thế giới cho biết Trung Quốc chỉ mạnh hơn Triều Tiên về mặt quân số và lấy thịt đè người. Còn về vũ khí, trang thiết bị kém xa so với Triều Tiên. Triều Tiên có siêu vũ khí hạt nhân và có thể san phẳng Trung Quốc chỉ trong một thời gian rất ngắn. Và nếu như xảy ra đụng độ thì phần thắng chắc chắn thuộc về phía Triều Tiên. Có rất nhiều ý kiến và nhiều quốc gia ủng hộ Triều Tiên san phẳng Trung Quốc bởi vì họ cho rằng Trung Quốc là nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột nói trên, bởi vì Bắc Kinh thường sử dụng vũ lực dương oai để thị uy sức mạnh, ép buộc các nước phải tuân theo Trung Quốc và phải theo Bắc Kinh. Các chuyên gia quân sự cho biết ông Kim Jong-un chỉ cần đưa ngón tay và bấm vào vài nút hạt nhân thì Trung Quốc sẽ bị san phẳng 1/2 lãnh thổ và khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, người đứng đầu đất nước của Bình Nhưỡng đang chờ đợi sự lên tiếng xin lỗi từ chính phủ của Bắc Kinh vì ông cho rằng nếu như chiến tranh xảy ra thì sẽ làm đau thương cho người dân vô tội và làm khổ người dân, điều mà ông không hề nghĩ tới. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết đây không phải là lần đầu tiên hay là lần thứ 2 đụng độ ở biên giới Trung Triều, mà một tháng vừa qua đã xảy ra xung đột lần thứ 4.
và mỗi lần xảy ra đụng độ căng thẳng, quân đội của phía Trung Quốc lại bị thất bại thảm hại trước quân đội của Bình Nhưỡng dưới sự chỉ đạo tài tình và cứng rắn của người đứng đầu Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, trong một trích dẫn mới nhất của tờ báo Seoul cho biết, Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng dùng vũ lực xâm chiếm các nước trong khu vực, đặc biệt là xâm chiếm biên giới lãnh thổ Triều Tiên, bởi vì Bắc Kinh cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ủ âm mưu thôn tính thêm một quả núi của Triều Tiên ở gần thành giáp danh với biên giới của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cho rằng quả núi này có một vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng đối với cả Trung Quốc, và nếu như Bắc Kinh xâm chiếm được thì chính quyền ông Tập sẽ cho đặt ở đây một căn cứ quân sự. Mặt khác, của núi trên được cho là đang chứa một mỏ vàng và hai mỏ than quý giá. Đây chính là lý do mà chính quyền ông Tập rất muốn sở hữu. Chính vì điều đó mà biên giới Trung Triều ngày càng nóng bỏng. Và chắc chắn trong một vài ngày tới, đụng độ giữa quân đội Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ tiếp tục còn xảy ra, khi mà mới đây thì Trung Quốc cảnh báo xung đột với Bắc Hàn. Trung Quốc cảnh báo xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khi căng thẳng về chủ đề Bắc Hàn gia tăng. Ngoại trưởng Vương Nghị nói trong trường hợp đó sẽ không ai là người chiến thắng. Phát biểu của ông Vương được đưa ra sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và điều nhóm hàng không mẫu hạm tới ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bắc Hàn, luôn lo ngại nếu chính thể Bình Nhưỡng sụp đổ thì biên giới giữa hai bên sẽ bị đe dọa. Ông Vương Nghị nói, gần đây, căng thẳng dâng cao giữa một bên là Hoa Kỳ và Hàn Quốc, bên kia là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gây cảm tưởng rằng xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng các bên liên quan cần hết sức cảnh giác với tình hình này. Ông Ngoại trưởng nói thêm, chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế không khiêu khích và đe dọa lẫn nhau bằng lời lẽ hay hành động và không để tình hình leo thang tới mức độ không thể kiểm soát hay đảo ngược được. Hôm thứ Ba tuần vừa rồi, Tổng thống Joe Biden viết trên mạng Twitter rằng Hoa Kỳ không ngại việc tự hành động trong vấn đề Bắc Hàn. Nếu Trung Quốc quyết định giúp thì rất tốt, nếu không thì chúng tôi sẽ giải quyết, vấn đề không cần đến họ. Mới đây, ông Tổng thống đã có những hành động cho thấy ông không ngại ngần sử dụng biện pháp quân sự. Ông đã ra lệnh phóng hỏa tiễn vào Syria sau vụ nghi là chính quyền nước này dùng vũ khí hóa học. Quân Mỹ cũng vừa thả bom xuống căn cứ của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Washington lo rằng Bắc Hàn có thể đang phát triển khả năng nhắm vũ khí hạt nhân vào Hoa Kỳ. Ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm sau khi gặp nhau ở Florida, và Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Washington đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với Bắc Hàn. Trung Quốc lo ngại rằng xung đột sẽ dẫn tới việc người tị nạn tràn qua biên giới Bắc Hàn. Hiện có đồn đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng tên lửa tầm xa vào thứ 7 này nhân đợt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố lãnh tụ Kim Il-sung, Kim Nhật Thành. Trong một phỏng vấn với hãng Associated Press, Thứ trưởng Bắc Hàn Han Song-ryon cáo buộc chính quyền Trump ngày càng hung hãn và ác độc trong chính sách đối với Bình Nhưỡng. Một cơ quan liên quan tới Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng cảnh báo, chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tin chấn động, Trung Quốc nguy to, em gái ông Kim Jong-un cử đặc nhiệm bắt sống hơn 1.000 lính của Bắc Kinh, vượt biên trái phép vào Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, trước những tin đồn về sức khỏe của ông Kim Jong-un, người lãnh đạo tài ba của đất nước Triều Tiên vẫn còn đang là một ẩn số và không đúng với những tin đồn thực tế trong những ngày vừa qua, thì nhiều nguồn tin cho rằng người em gái ông Kim là bà Kim Yo-yong có thể sẽ là người kế nhiệm người anh trai để nắm chính quyền, điều hành đất nước của Triều Tiên. Điều này càng thấy đúng hơn khi ngày hôm qua, đích thân cô em gái của ông Kim Jong-un, bà Kim Yo-yong đã phát lệnh chờ quân đội của Bình Nhưỡng tiêu diệt 8 xe tăng và 2 máy bay của phía Trung Quốc. Đồng thời, bà cũng ra lệnh bắt giữ hơn 1.000 binh lính của phía chính quyền ông Tập Cận Bình vì Bắc Kinh đã cho xâm nhập trái phép vào gần một căn cứ quân sự nổi tiếng của Triều Tiên ở gần biên giới Trung Triều. Hành động trên cho thấy bản lĩnh và tính khí máu chiến của bà Kim Yo-yong rất giống với người anh trai Kim Jong-un của mình. Vì thế, các nhà phân tích cho rằng, dù người anh trai ông Kim có bị lâm bệnh hay không thì đã có người cô em gái bà Yo-yong đứng lên thay anh trai để điều hành đất nước. Và bà cũng đang chứng tỏ cho Trung Quốc và thế giới biết rằng, khó có một đất nước nào có thể đánh bại được Triều Tiên trong mọi hoàn cảnh. Ấy vậy mà phía chính quyền ông Tập Cận Bình nhân cơ hội Kim đang vắng mặt đã cho quân đội của Bắc Kinh điều rất nhiều binh lính, xe bọc thép cùng máy bay tràn sang biên giới lãnh thổ của Triều Tiên, hòng đánh úp để xâm chiếm một quả núi của Bình Nhưỡng. Rất may là bà Yo-yong đã xuất hiện kịp thời và đã lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng đánh cho Trung Quốc một trận lên bờ xuống ruộng. Được biết, cuộc vây bắt ngày hôm qua, quân đội của chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị thiệt hại vô cùng lớn.
3 chiếc máy bay J-15 của Trung Quốc bị quân đội của Bình Nhưỡng bắn cháy, 8 chiếc xe tăng bọc thép bị trúng tên lửa nổ tan tành và hơn 1.000 quân lính đã bị bắt giữ chờ phía Trung Quốc lên tiếng. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, qua chiến sự ngày hôm qua mới thấy được sự dũng cảm và sức chiến đấu cao độ của quân đội Bình Nhưỡng và em gái ông Kim Jong-un khi đất nước đang không có người anh trai chỉ đạo. Các nhà quan sát cho biết rằng cô em gái ông Kim Jong-un là cánh tay phải đắc lực của ông Kim trong suốt những năm vừa qua. Đó là lý do vì sao mà bất cứ ông anh trai, ông Kim Jong-un đi đâu, làm gì thì đều có mặt của cô em gái đi cùng và kề sát bên. Bà Kim dường như luôn kề vai sát cánh và cố vấn cho ông Kim Jong-un trên tất cả các mặt trận. Chính vì vậy mà trong nhiều ngày vừa qua đã có rất nhiều lời đồn đoán rằng ông Kim vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim không được tốt, nhưng đất nước của Triều Tiên vẫn không có gì xáo trộn bởi vì người dân của đất nước tên lửa này hiểu rằng khi ông Kim Jong-un vắng mặt thì người em gái bà Yo-yong sẽ thay thế người anh trai để nắm giữ chính quyền, điều hành đất nước một cách xuất sắc nhất. Đấy là lý do vì sao mà quân đội của Trung Quốc bị bà Yo-yong đánh cho chạy tan tác khói lửa. Hiện phía Bắc Kinh đang điện đàm với bà Kim, xin được thả hơn 1.000 quân lính nhưng bà Kim vẫn không đồng ý. Thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Hàn Quốc cho biết, bà Kim Yo-yong có thể sẽ kế nhiệm người anh trai ông Kim Jong-un để điều hành đất nước. Việc bà Kim Yo-yong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày càng có ảnh hưởng ở Bình Nhưỡng khiến nhiều chuyên gia quân sự suy đoán nhân vật này có thể sẽ khiến cho một đất nước ở trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, rất bất ngờ. Dự báo, báo cáo phân tích về cuộc họp mới nhất của Hội đồng Nhân dân Triều Tiên diễn ra vào hồi tháng này, phía Hàn Quốc dự đoán việc tái bổ nhiệm nữ chính trị gia bà Kim Yo-yong vào Bộ Chính trị Đảng Lao động sẽ củng cố nền tảng của dòng máu Baekhu. Cụm từ chỉ gia tộc họ Kim, điều này cho thấy vai trò người kế vị kế nhiệm chính thức của bà Kim cho rằng sẽ được củng cố thêm. Tờ báo của Hàn Quốc còn cho biết, trong bối cảnh mà truyền thông thế giới đang đồn đoán, suy đoán rằng ông Kim Jong-un có thể đang bị bệnh nặng. Tin đồn chưa được xác nhận này xuất hiện sau khi ông Kim Jong-un vắng mặt trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật cố chủ tịch Kim Yo-chung và lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, một trong nhiều sự kiện không bao giờ có thể vắng mặt các lãnh đạo cao cấp của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, hai lễ kỷ niệm lớn trên đều vắng mặt ông Kim Jong-un để thấy rằng ông Kim đang bị bệnh nặng trong bệnh viện theo như những lời đồn đoán. Và bà Yo-yong sẽ lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cốt lõi trong đảng, đảm nhiệm trách nhiệm của hệ thống lãnh đạo của Triều Tiên. Đấy là theo nhận định của tờ báo Hàn Quốc. Theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới nhận định rằng việc bà Yo-yong trở thành lãnh đạo tối cao sẽ không xảy ra ngay lập tức. Giới chuyên gia dự đoán có thể một quy trình chính thức sẽ được thực hiện sau khi ông Kim Jong-un xuất hiện trở lại, nhưng tới thời điểm bây giờ, ông Kim vẫn chưa xuất hiện và mọi tin tức về ông vẫn bật vô âm tín. Các dự đoán đồn thổi chỉ là nhận định và dự đoán mà thôi. Còn thực tế ông Kim như thế nào thì đất nước của Hàn Quốc ngay bên cạnh, Nhật Bản ngay bên cạnh và cả Trung Quốc nữa cũng chưa hề biết được tin tức của ông Kim Jong-un ra sao. Trước đó, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã lên tiếng nói rằng ông bạn tôi, ông Kim Jong-un đang có một sức khỏe bình thường và rất tốt. Hiện ông ta không bị làm sao cả, chỉ vì dịch bệnh Covid đang lây lan hết sức phức tạp và khó lường, cho nên ông đang lui về hậu trường để chỉ đạo đằng sau và đưa người của em gái Yo-yong lên nắm chính quyền để đối phó với những nguy hiểm mà phía Trung Quốc gây ra. Và chỉ sau 2 tuần, bà trực tiếp nắm chính quyền của Bình Nhưỡng thì phiến quân của phía Trung Quốc đã bị bà đánh cho tơi bời khói lửa ở vùng biên giới Trung Triều. Tờ báo của Bình Nhưỡng cho biết vào đêm ngày hôm kia, khi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình điều rất nhiều xe tăng và máy bay xâm chiếm vùng lãnh thổ ở biên giới Trung Triều, bà Yo-yong đã phát lệnh cho quân đội mang rất nhiều tên lửa cũng như là xe tăng ra để bao vây. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã có màn chống trả quyết liệt, buộc bà Yo-yong phải phát lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng phóng tên lửa thiêu cháy 9 xe tăng bọc thép của phía Trung Quốc, đồng thời bắn rơi 3 máy bay quân sự J-15. Nhưng bà Yo-yong có một tính nhân đạo khi không đánh tan quân lính của Bắc Kinh mà bà Yo-yong đã phái quân đội bắt giữ, bắt sống toàn bộ hơn 1.000 lính của phía Trung Quốc để cảnh báo. Phía chính quyền ông Tập Cận Bình ngay sau đó đã tiến hành một cuộc họp kín khẩn cấp. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết rằng trong 2 tuần vừa qua, ông Kim Jong-un, người lãnh đạo tối cao của Triều Tiên đã không xuất hiện trên các trang báo cũng như truyền hình của Bình Nhưỡng hoặc là truyền hình của Hàn Quốc. Phía Trung Quốc nói rằng chính phủ của Bắc Kinh đã điều rất nhiều các y bác sĩ tới thủ đô Bình Nhưỡng để chữa trị cho ông Kim. Tuy nhiên, cô em gái của bà Yo-yong không đồng ý cho những ý của bác sĩ của chính quyền ông Tập Cận Bình trực tiếp chữa trị cho ông Kim. Bởi vì cô em gái nói rằng không tin tưởng Trung Quốc được,
nhỡ đâu có việc gì không lành xảy đến thì đất nước của Triều Tiên sẽ nằm gọn trong chính quyền của ông Tập Cận Bình thì nguy to. Do vậy mà bà đã cho các y bác sĩ của Bình Nhưỡng trực tiếp chữa trị cho ông Kim. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Kim vẫn chưa được tiết lộ. Tính tới thời điểm này thì rất nhiều đồn đoán cho rằng ông đang đi tránh dịch Covid chứ không phải là bị lâm bệnh. Nhiều người cho rằng ông đứng về hậu trường đằng sau để chỉ đạo. Nhiều ý kiến cho rằng ông không muốn ra mặt mà đưa cô em gái là bà Yo Yong lên nắm chính quyền để điều hành đất nước cũng như cho quân đội đánh tan phiến quân của phía Trung Quốc. Bởi vì gần 2 tháng vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã rất nguy hiểm khi điều rất nhiều binh lính. Lần này là lần thứ 9 mà phía Bắc Kinh điều xe tăng quân đội đi xâm chiếm đất nước của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cô em gái bà Yo Yong không làm mất mặt và làm mất lòng tin của ông Kim khi mà ngày hôm qua đích thân bà đã điều hành quân đội trong bắn cháy 8 xe tăng và 3 máy bay của phía Trung Quốc, đồng thời bắt giữ hơn 1.000 binh lính buộc chính quyền của ông Tập Cận Bình phải điện đàm với Bình Nhưỡng để thương lượng. Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng, cô em gái Kim Yo Yong, bà Yo Yong có một tính nét khá giống với người anh trai, đó là tính nóng giận và quyết đoán. Hôm qua thì quân đội của Bình Nhưỡng báo cáo với bà rằng phía Trung Quốc đang cho quân tràn sang biên giới của Trung Triều hòng chiếm đóng một quả núi, ngay lập tức đã bị bà phát lệnh cho quân đội của Bình Nhưỡng mang rất nhiều tên lửa ra để tiêu diệt hòng xóa sổ Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc vây bắt ngày hôm qua, bà đã không làm tổn thương binh lính của phía Trung Quốc, đó là một điều hết sức nhân đạo của bà. Tính tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều báo chí của thế giới đều cho rằng cô em gái ông Kim Jong-un rất bí hiểm. Có một thực tế nhiều phóng viên của nước ngoài đã nhắc tới là sự hiện diện đặc biệt nhưng rất thầm lặng của cô Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un. Tại rất nhiều những cuộc điện đàm hay những chuyến công tác, báo chí quốc tế cho biết dường như ông Kim Jong-un đi tới bất cứ nơi đâu, cô em gái Kim Yo-jong cũng đi theo cùng anh trai. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là vào tháng 2 năm 2019, khi mà ông Kim Jong-un có một sự kiện gặp đích thân Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tại Hà Nội của Việt Nam, khi đoàn tàu chở lãnh đạo ông Kim Jong-un dừng chân tại ga Đồng Lăng, Lạng Sơn thuộc Việt Nam. Cô em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong cũng đã bước từ đoàn tàu đó đi ra cùng mấy người anh trai. Nhìn dáng vẻ tất bật, gương mặt cương nghị, dứt khoát của cô em gái trẻ khi bước ra ngoài, có nhiều cảm nhận rằng cô đang đảm nhiệm mọi chức vụ cực kỳ quan trọng cho người anh trai. Hình ảnh cô em gái thường xuyên theo sát người anh trai trong các cuộc gặp quan trọng, tham gia điều phối các sự kiện và chăm sóc nhu cầu riêng, kể cả chuyện hút thuốc của ông anh trai, cho thấy rằng cô rất đặc biệt với ông Kim Jong-un. Vì thế mà khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un không xuất hiện thì đất nước của Bình Nhưỡng rất tin tưởng cô em gái. Ở tuổi 30, nhỏ hơn ông anh trai Kim Jong-un 4 tuổi, nhưng cô Kim được đánh giá cao về phong cách làm việc cũng như tài mưu lược của cô. Vì thế mà các nhà quan sát cho rằng nếu xảy ra đụng độ căng thẳng ở biên giới Trung Triều thì chắc chắn phía Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại, vì cô Kim không phải là chuyện đùa như phía Trung Quốc đánh giá thấp như vậy. Bắc Kinh thì nói rằng khi mà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un vắng mặt thì Bình Nhưỡng sẽ không thể đánh bại được phiến quân của phía Trung Quốc. Nhưng thực tế ngày hôm qua, bà Kim đã chứng tỏ rằng bà ta là mối nguy hiểm cực lớn cho phía Trung Quốc và một đối thủ đáng gờm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình. Hoan hô hôm qua, Nhật Bản và Triều Tiên liên minh đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa, bầm dập tím tái để trả đũa cho các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo truyền thông của Hàn Quốc cho biết, tình hình chiến sự ở biên giới Trung Triều và vùng Biển Đông, vùng biển Hoa Đông trong những tuần vừa qua hết sức căng thẳng và phức tạp. Nguyên nhân chính gây ra những cuộc đụng độ nảy lửa nói trên không ai khác, đó chính là phía Trung Quốc. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ đem quân đội, tàu thuyền đi xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ ở Biển Đông, ở vùng biển Hoa Đông, mà phía Trung Quốc còn đem rất nhiều binh lính và xe tăng lên vùng biên giới giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh để hòng xâm chiếm một phần lãnh thổ của Triều Tiên về tay Trung Quốc. Hành vi trên đã gây ra bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ, Nga và Nhật Bản thời gian vừa qua. Chính vì thế mà hôm qua, Nhật Bản đã liên minh với cả Triều Tiên phát lệnh cho quân đội, không quân, hải quân của hai nước xuất kích tiêu diệt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại bình yên cho vùng biển Senkaku của Nhật Bản cũng như là biên giới giữa Trung Triều và trả đũa cho các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, trong gần 10 ngày vừa qua, phía Trung Quốc đã điều quân đội mang theo rất nhiều vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng,
pháo cao xạ, súng Đại Liên và Đại Bác cùng rất nhiều xe tăng tiến lên biên giới giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh để xâm chiếm một phần lãnh thổ của Triều Tiên, trong bối cảnh nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đang đồn đoán rằng có một sức khỏe không tốt. Hành động gây hấn và ngông cuồng trên của phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị quân đội của Triều Tiên liên minh với quân đội của Nhật Bản đánh cho tơi bời khói lửa. Theo một tuyên bố mới đây của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hôm kia quân đội của Bình Nhưỡng đã điều 1.500 binh lính mang theo rất nhiều tên lửa hiện đại bậc nhất của Triều Tiên phóng hỏa tiêu diệt phiến quân của phía Trung Quốc khi mà quân đội và xe tăng của Bắc Kinh un kéo sang lãnh thổ của Bình Nhưỡng để hăm dọa, mục đích là để dùng vũ lực hòng chiếm đóng một quả núi của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh mà nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un được đồn đoán là đang có một sức khỏe không được tốt. Tuy nhiên, rất may quân đội của Bình Nhưỡng đã khai súng, làm cho binh lính và xe tăng của Trung Quốc tháo chạy toán loạn để thoát thân, nếu không trận chiến đã xảy ra hết sức kinh khủng. Theo tờ báo của Nhật Bản cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ đem quân đội, hải quân đi gây hấn bắt nạt ở vùng Biển Đông, mà tại vùng Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku hay còn gọi là quần đảo Điếu Ngư, chính quyền của Bắc Kinh cũng đang cho 3 tàu chiến mang theo vòi rồng và tên lửa cùng 3 máy bay do thám đang có những hoạt động quấy nhiễu, quấy phá lãnh hải của Nhật Bản. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết, hôm qua trước sức ép kinh hoàng và nguy hiểm từ nhóm tàu của phía Trung Quốc, Hải quân đã cho phóng 2 quả tên lửa tầm trung để cảnh cáo Trung Quốc khi những con tàu chiến hung hăng phía Bắc Kinh đang có ý định tiến sát vào quần đảo Senkaku của Nhật Bản để gây căng thẳng. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết quần đảo Senkaku hoàn toàn là của Nhật Bản. Hiện chính phủ của Nhật Bản đang lưu trữ rất nhiều tài liệu, chứng cứ lịch sử cũng như là tính pháp lý để chứng minh rằng hòn đảo Senkaku nói trên không phải là của phía Trung Quốc. Thế nhưng, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cầm Đào và bây giờ dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn luôn muốn đem quân đội đi xâm chiếm, đi chiếm đóng bằng được quần đảo nói trên của Nhật Bản về tay Bắc Kinh. Hành vi trên của chính quyền ông là không thể nào dung tha và chấp nhận được. Chính vì vậy mà ngày hôm qua, nếu sau 2 loạt phóng tên lửa cảnh cáo, nhóm tàu của Trung Quốc không cho tháo chạy thì chắc chắn hải quân không quân của Nhật Bản sẽ đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì Trung Quốc rất biết tận dụng cơ hội, nói đúng hơn là chính quyền của ông Tập Cận Bình rất biết lợi dụng tình hình và cơ hội để ra tay chèn ép, gây áp lực cho các nước trong khu vực, hòng làm bá chủ trên thế giới để vượt qua Mỹ. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là những tuần vừa qua, trong khi tất cả hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này đang tập trung cao độ công cuộc phòng chống đại dịch mang tên COVID, thì chính phủ của Trung Quốc lại lợi dụng tình hình đó, đem rất nhiều quân lính, tàu thuyền đi xâm phạm vào vùng lãnh hải, lãnh thổ, vùng độc quyền kinh tế và vùng biên giới của các nước láng giềng xung quanh mình, trong đó có Triều Tiên. Hành vi trên của phía Trung Quốc cần phải được trừng trị ngay tức khắc và phải bị tẩy chay. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, không chỉ gây gổ với cả Triều Tiên, Nhật Bản và các nước trong khu vực, chính quyền của ông Tập Cận Bình còn được cho là tham lam vô độ và không có tính nhân đạo khi mà Bắc Kinh cố tình nâng giá bán các mặt hàng như thiết bị y tế, máy trợ thở, bộ kit xét nghiệm chủng COVID và khẩu trang y tế cho rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và các nước ở khu vực châu Âu, với một mức giá trên trời, hòng chuộc lợi và thu về hàng nghìn tỷ đô la nhờ vào việc làm thiếu tính người, thiếu tính nhân đạo như trên. Không những thế, phía Trung Quốc còn xuất khẩu những mặt hàng kém chất lượng bị rất nhiều nước ở khu vực châu Âu phàn nàn. Họ muốn Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề trên đều bị phía Trung Quốc phớt lờ. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc liên tục lên tiếng nói rằng Trung Quốc là một nước yêu trụng hòa bình, không đi gây gổ gây hấn với cả các nước trong khu vực. Bắc Kinh cũng đang hỗ trợ tất cả các nước trên thế giới trong công cuộc phòng chống bệnh dịch. Thế nhưng trên thực tế thì những việc làm của phía Trung Quốc đã và đang đi ngược lại với những tuyên bố nói trên. Điều đó cho thấy rằng âm mưu của phía Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là lý do vì sao mà rất nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cần phải cảnh giác cao độ với phía Trung Quốc và cộng đồng trên toàn thế giới đừng nghe những gì mà phía Trung Quốc nói, bởi họ chỉ nói một đằng làm một nẻo.
Thưa quý vị, có một cái tên được cho là khá sốc khi mà Trung Quốc lợi dụng tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo ông Kim Jong Un không được tốt, đã đem rất nhiều binh lính, xe tăng lên vùng biên giới để thực hiện những cái âm mưu, những cái mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ. Nhưng tất cả những âm mưu trên của chính quyền ông Tập đều bị thất bại, thảm hại bởi vì Nhật Bản và Triều Tiên đều rất cảnh giác cao độ với cả chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của hai nước luôn đặt trong tình trạng trực chiến 24/24 giờ. Nhật Bản và Triều Tiên luôn có những phương án đối phó kịp thời với những manh động của phía Trung Quốc bởi vì họ biết rằng đất nước Trung Hoa là một kẻ chuyên đi ăn cướp và la làng. Theo các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình nhưng vẫn không chiến thắng được Nhật Bản và Triều Tiên. Chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập sẽ lại tiếp tục quấy nhiễu ở Biển Đông. Hiện tại thì Hải quân không quân của phía Trung Quốc vẫn đang cho rất nhiều tàu thuyền lờn vờn ở khu vực Biển Đông để đe dọa an ninh tới khu vực cũng như các nước. Hôm qua, truyền thông Jakarta của Indonesia đã lên tiếng cảnh báo rằng một nhóm tàu hải cảnh của phía Bắc Kinh đang di chuyển dọc bờ biển của Indonesia để thực hiện những ý đồ đen tối, đề nghị các nước trong khu vực Đông Nam Á phải nêu cao tinh thần đề phòng cảnh giác cao độ với cả phía Bắc Kinh. Chính phủ Indonesia nói rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trên toàn thế giới, nhất là trong khu vực Đông Nam Á, thì các nước ASEAN đừng quên nhiệm vụ cao cả, đó là điều tàu tuần duyên, tàu tuần tra đem ra ngoài Biển Đông để giám sát những hành động vô lý sai trái của phía Trung Quốc, đồng thời liên tục nâng cao tinh thần bảo vệ biển đảo của các nước trước cái bối cảnh mà Bắc Kinh gia tăng sức ép. Ngày hôm qua, chính phủ của Nhật Bản cũng như Triều Tiên ra tay điều quân đội trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh đã được rất nhiều nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới ủng hộ, hoan nghênh và nói rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn có những hành động gây gổ, ăn hiếp thì các nước phải hợp sức liên minh với nhau xóa sổ Trung Quốc, san phẳng Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới, trả lại sự êm đềm chờ Biển Đông và vùng biển Hoa Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất nóng, rất hot và rất nhiều người quan tâm khi hai tuần vừa qua, truyền thông thế giới đổ dồn sự quan tâm tới đất nước Triều Tiên, một đất nước nhiều tên lửa nhưng rất bí hiểm trên toàn thế giới này. Câu hỏi đặt ra là tại sao truyền thông thế giới lại đổ dồn sự quan tâm tới Bình Nhưỡng đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng có rất nhiều đồn đoán trong những ngày vừa qua nói rằng sức khỏe ông Kim Jong Un, người được cho là lãnh tụ của đất nước Triều Tiên sinh năm 1984, năm nay còn rất trẻ, mới 37 tuổi, nhưng ông đã bị phẫu thuật tim và đang lâm vào tình trạng sức khỏe không được tốt. Có nhiều tin đồn còn nói rằng ông đang lâm bệnh nặng bởi vì đã hơn 16 ngày nay chưa thấy sự xuất hiện của người đứng đầu Bình Nhưỡng ông Kim Jong Un trước truyền thông và báo chí trong nước, cũng như là thế giới, đặc biệt là trong hai ngày trọng đại của Bình Nhưỡng, đó là ngày kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân của Bình Nhưỡng và ngày sinh ông nội, ông Kim Jong Un, chính là ông Kim Nhật Thành. Những sự kiện không thể thiếu người đứng đầu của Triều Tiên. Tuy nhiên, đến giờ phút này vẫn chưa thấy ông Kim Jong Un xuất hiện. Vậy câu hỏi đặt ra là ông đang làm gì và đang ở đâu mà bây giờ thế giới còn vẫn chưa biết được thực hư ông đang bệnh nặng hay là đang đi nghỉ dưỡng. Trong hơn 2 tuần vừa qua, nhiều tờ báo của Trung Quốc nói rằng ông Kim Jong Un vẫn bị phẫu thuật tim và đang nguy cấp. Nhưng các chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên thì nói ông đang đi nghỉ mát. Trong bối cảnh đó, thì Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng ông bạn tôi, ông Kim Jong Un, sức khỏe vẫn đang hết sức bình thường. Tất cả các lời đồn đoán nêu trên là không đúng sự thật. Và đến ngày hôm nay, hãng AFP của Pháp, một hãng tin nổi tiếng trên thế giới, chỉ sau hãng tin Reuters cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un vẫn còn sống và sức khỏe vẫn tốt. Thưa quý vị, thông tin trên đã chấm dứt mọi đồn đoán sai lệch về sức khỏe của ông Kim trong 2 tuần vừa qua. Thông tin trên được một số cố vấn an ninh cấp cao hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in nói và đã loại bỏ được những tin đồn về sức khỏe của ông Kim sau khi ông... Tờ báo Tokyo của Nhật Bản tố cáo Tập Cận Bình dã tâm lợi dụng đại dịch COVID đem rất nhiều tàu thuyền mang theo vũ khí hạng nặng dùng vũ lực xâm chiếm Biển Đông, nhưng cuối cùng đã nhận kết quả đầy đau thương. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, trong những ngày gần đây, chính quyền ông Tập Cận Bình đã liên tục điều tàu chiến và rất nhiều tàu đánh cá ngụy trang mang theo vũ khí hạng nặng liên tục đe dọa chủ quyền biển đảo của các nước trong khu vực. Bắc Kinh không chỉ thể hiện sự bành trướng, ngỗ ngược, bất nạt ngoài Biển Đông mà còn ở vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, nơi đây phía Trung Quốc đem rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí và vòi rồng.
đồng thời điều quân đội gây hấn, gây chiến với Nhật Bản, hòng chiếm đóng một phần quần đảo nói trên về tại Bắc Kinh. Trước những tình thế cấp bách, nguy hiểm nói trên, hôm qua quân đội hải quân, không quân của Nhật Bản đã cho phóng liên tiếp 6 quả tên lửa từ một căn cứ quân sự mà quân đội của Nhật Bản đang cho đồn trú trên quần đảo Senkaku, làm cho nhóm tàu chiến hung dữ của phía Trung Quốc run sợ chạy tán loạn. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, Biển Đông và vùng biển Hoa Đông luôn là miếng mồi ngon mà phía Trung Quốc luôn muốn nhòm ngó tới, bởi vì những vùng biển này không chỉ mang lại cho Bắc Kinh một nguồn thủy hải sản dồi dào có giá trị lớn, mà nơi đây còn sở hữu những mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất nhì trên thế giới. Ngoài ra, vùng biển Đông và vùng biển Hoa Đông là lá chắn quân sự cực kỳ tốt cho nước nào sở hữu được. Đó là những nguyên nhân vì sao mà chính phủ Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cầm Đào hay bây giờ đến thời ông Tập Cận Bình đều âm mưu xâm chiếm Biển Đông, độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, trong thời gian vừa qua, chính phủ của Bắc Kinh đã làm đủ mọi cách, mọi giá để tuyên bố chủ quyền vô lý ở ngoài Biển Đông cũng như trên vùng biển Hoa Đông. Tuy nhiên, những âm mưu đen tối trên của phía Trung Quốc luôn bị các nước ra tay trừng trị. Điển hình nhất là vào ngày hôm qua, quân đội của Nhật Bản đã cho một đội hình gồm 5 tàu chiến mang theo tên lửa siêu hạng, 6 máy bay ném bom và 6 tàu cảnh sát biển quyết định phóng tên lửa về phía nhóm tàu của Trung Quốc khi mà chúng định tiến sát vào quần đảo Senkaku để chiếm đóng. Theo tờ báo Seoul của Hàn Quốc trích dẫn lời một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, vụ phóng tên lửa uy hiếp ngày hôm qua đã làm cho một con tàu do thám phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội và chìm xuống đáy biển Hoa Đông. Nhóm tàu còn lại đã run sợ và cho chạy tán loạn về phía Trung Quốc để trú ẩn. Nhật Bản cảnh báo nếu trong thời gian tới phía Trung Quốc còn đem quân ra gây hấn, bắt nạt, bành trướng ở vùng biển Senkaku thì Nhật Bản sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả thù cho các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, Trung Quốc có thể phô trương sức mạnh, thị uy, bắt nạt, dương oai đối với các nước nhỏ bé trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á, chứ Bắc Kinh mà động vào Mỹ, Nhật Bản hoặc Triều Tiên hay Ấn Độ, thì chính quyền của ông Tập Cận Bình cứ xác định là sẽ bị đánh cho tơi bời khói lửa. Bởi vì Nhật Bản không chỉ là một quốc gia có nền kinh tế chính trị xã hội lớn nhất châu Á, mà Nhật Bản còn nổi tiếng với sức mạnh quân đội, bởi vì từ lâu Nhật Bản được cho là đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực châu Á. Chính vì điều đó mà sức mạnh quân đội, quân sự của Nhật Bản được cho là lớn mạnh nhất nhì ở khu vực này, lớn hơn rất nhiều đối với cả phía Trung Quốc. Và nếu xảy ra đụng độ ở biên giới, đối đầu căng thẳng ở vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chính quyền của Nhật Bản. Và trước sự bành trướng ngỗ ngược, ngông cuồng, bắt nạt, thị uy sức mạnh của phía Trung Quốc ở vùng biển Đông và vùng biển Hoa Đông, các chuyên gia quân sự trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản khuyên các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung hãy nêu cao tinh thần cảnh giác đối với cả phía Trung Quốc, bởi vì trong một tuyên bố mới đây, tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh, quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng hiện tại dịch bệnh COVID ở thành phố Vũ Hán tạm thời được dập tắt. Trong khi đó, đại dịch này đang hoành hành và làm điêu đứng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta phải hết sức tận dụng. Trung Quốc phải nắm bắt thời cơ khi thế giới đang tập trung cao độ, căng mình trong vấn đề dập dịch virus. Và nhân cơ hội này, chúng ta phải đẩy mạnh việc bán các thiết bị y tế như máy trợ thở, khẩu trang y tế, bảo hộ y tế và bộ kit xét nghiệm chủng COVID để tăng ngân sách cho chính phủ Trung Quốc, làm giàu cho Bắc Kinh và đưa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành ngôi vị số 1 trên thế giới thay cho Mỹ. Một quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tuyên bố cũng nhân cơ hội này, chính phủ của Bắc Kinh phải mạnh tay tuyên bố chủ quyền ở ngoài Biển Đông, theo đúng bản đồ đường lưỡi bò mà chúng ta đã vạch ra. Và nếu bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào cho tàu thuyền, tàu đánh cá hay giàn khoan xâm phạm vào vùng đường chín đoạn thì sẽ bị bắn hoặc bị bắt giữ. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn lấy bằng chứng rõ nét nhất đó là việc trong tuần vừa qua, chính phủ của Trung Quốc đã liên tục điều tàu hải cảnh đi theo hộ tống chúng là một loạt tàu chiến mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng tiến vào đảo Trường Sa. Tuy nhiên, hành vi trên của phía Trung Quốc đã bị cả cộng đồng thế giới cũng như các nước trong khu vực tẩy chay đồng thời lên án kịch liệt. Phía Trung Quốc đã có những hành vi manh động
Mới ngày hôm qua thôi, chính phủ của Trung Quốc lại tiếp tục điều tàu chiến có những hành động đe dọa đến an ninh chủ quyền biển đảo ở quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Và nếu như quân đội của Nhật Bản không cho phóng tên lửa cảnh cáo, thì Bắc Kinh chắc chắn cũng đã có những hành động làm càn. Chính vì những điều trên, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải hết sức đề phòng, cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu và có những biện pháp cứng rắn để ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được sự toan tính âm mưu nham hiểm mà phía Trung Quốc đang áp đặt, áp chế ở vùng Biển Đông, bất chấp luật pháp của quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã lợi dụng dịch bệnh để lấn tới tham vọng bành trướng, đơn phương leo thang ở ngoài Biển Đông. Trong tình hình mới ở Biển Đông, có nhiều diễn biến phức tạp, các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác hơn nữa trước mọi âm mưu và kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của nước mình. Tờ báo của Mỹ cho biết, Trung Quốc từ lâu, từ thời ông Giang Trạch Dân, ông Mao Trạch Đông, ông Hồ Cầm Đào và đến bây giờ chính quyền của ông Tập Cận Bình đã không che giấu được cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông vào tay của Bắc Kinh. Dạ tâm bành trướng đó được thể hiện càng lộ rõ hơn trong bối cảnh mà dịch bệnh bùng phát mạnh trên toàn cầu thì Trung Quốc lại ngang nhiên điều tàu chiến xâm phạm vào vùng biển của các nước, đến độ mà Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng phải lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh. Có thể điểm lại hàng loạt các hoạt động đơn phương leo thang trên Biển Đông mà phía Trung Quốc gây ra, đó là vào tháng 2 vừa qua, Trung Quốc tiếp tục gia tăng tính chất, mức độ của các hoạt động khiêu khích khi các đơn vị quân đội của Trung Hoa trong đất liền đã bắn tia laser vào các máy bay tuần tra của Mỹ hoạt động trên Biển Đông. Tiếp đó, không quân của Trung Quốc cũng bắt đầu có cuộc tập trận tại Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, để gây hấn với Nhật Bản, hòng chiếm đóng quần đảo này. Ngay sau đó, Mỹ đáp trả bằng cách điều máy bay trinh sát B-35B để thực hiện giám sát vùng biển, vùng lãnh thổ của Đài Loan và Philippines. Những tàu khu trục dẫn đường USS của Mỹ đã bị một đội tàu của phía Trung Quốc bao vây và hòng đâm va và cũng như là bắn đạn thật. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn ngang nhiên điều rất nhiều tàu chiến mang theo tên lửa dẫn đường và vũ khí hạng nặng cùng rất nhiều các tàu hộ vệ đi theo để ra ngăn cản, gây hấn với các tập đoàn dầu khí của Nga và của Mỹ đang khai thác hợp tác làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo, chính phủ của Trung Quốc cũng đã công bố khánh thành hai trạm nghiên cứu khoa học mà báo chí quốc tế gọi chính xác là các cơ sở quân sự mới trên bãi đá Chữ Thập và bãi đá Subi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đó là một hành động quá bành trướng của phía Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ và Bộ Ngoại giao của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei hay Myanmar cũng đồng loạt lên tiếng rất quan ngại về những hành động nguy hiểm trên của phía Trung Quốc và cho đây là mối nguy hiểm nhất gây ra việc mất an ninh an toàn trên tuyến hàng hải bận rộn nhất ở vùng Biển Đông. Phía Mỹ khẳng định, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á trước sự bành trướng leo thang hết sức phức tạp mà phía Trung Quốc đang gây ra. Truyền thông của Mỹ mới đây còn cho biết Trung Quốc tuyên bố đã khai thác băng cháy thành công trên một khu vực vùng biển nhưng không biết là ở vùng biển nào. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng thực hư khai thác băng cháy như thế nào thì rất khó biết, nhiều khi chỉ là cái cớ để phía Bắc Kinh che giấu được những âm mưu, những thủ đoạn khi mà đưa quân ra độc chiếm Biển Đông. Trước những hành động ngông cuồng ngỗ ngược của phía Trung Quốc thì cộng đồng quốc tế nói rằng vụ việc diễn ra trong bối cảnh mà tình hình bất ổn trên phạm vi toàn cầu đang ngày đêm căng mình chống chọi lại với cả bệnh dịch đang bùng phát mạnh. Điều này có thể làm các vấn đề ở Biển Đông thêm trầm trọng. Do vậy, đề nghị phía Trung Quốc phải kiềm chế cũng như là tránh những hành động tương tự, đồng thời phải bình tĩnh giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn đọng bằng biện pháp hòa bình. Chứ nếu Trung Quốc mà sử dụng vũ lực thì cả cộng đồng của thế giới sẽ chung tay để trừng trị Trung Quốc, trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định thì tình hình Biển Đông cũng như tình hình Biển Hoa Đông sẽ còn rất dậy sóng bởi vì phía Trung Quốc nói rằng dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán tạm thời được khép lại và họ sẽ đầu tư thời gian, công sức, tiền của quân đội, phòng không không quân, hải quân trực chiến 24/24 giờ trên Biển Đông để tuyên bố chủ quyền hợp pháp trong khuôn khổ con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Vì thế, các nước trong khu vực cũng như các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia sẽ không bao giờ bỏ qua những cái hành động âm mưu đen tối của phía Trung Quốc. Vì thế, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Tin khẩn cấp,
ông Tập Cận Bình tức giận đùng đùng cho quân phóng hỏa thiêu trụi 9 tàu sân bay USS của Mỹ để trả thù Tổng thống Joe Biden vì đã đặt bút ký phê chuẩn đạo luật về Hồng Kông, bất chấp lời cảnh báo từ phía Bắc Kinh mấy ngày trước đó. Thưa quý vị, theo tờ báo của Hồng Kông đưa tin, vào đúng 1 giờ 30 phút, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã đặt bút ký thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền ở Hồng Kông, bất chấp những cảnh báo đanh thép từ chính quyền của ông Tập Cận Bình trước đó. Hành động đặt bút ký sắc lệnh của Tổng thống Biden thông qua luật biểu tình và cấm xuất nhập khẩu vũ khí cho cảnh sát Hồng Kông đã giáng một đòn chí mạng lên người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, thổi bùng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc và nó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giữa Bắc Kinh và Washington. Theo giới thạo tin cho biết, ngay sau khi biết Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã đặt bút ký đạo luật về Hồng Kông, bất chấp những cảnh báo từ phía Bắc Kinh trước đó, thì ngoài Biển Đông, quân đội của ông Tập Cận Bình đã cho phóng 100 quả tên lửa lên 9 tàu sân bay USS của Mỹ để trả đũa, làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington trên chiến trường Biển Đông và vấn đề về Hồng Kông. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết, hôm qua Nhà Trắng đã ra thông báo xác nhận thông tin Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ký thành luật hai vấn đề với cả Hồng Kông. Một là đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông năm 2009, hai là đạo luật cấm xuất nhập khẩu và thiết bị vũ khí đặc biệt cho cảnh sát Hồng Kông. Theo giới quan sát cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất xối máu và lên phương án trả thù Mỹ vì Tổng thống Joe Biden đã coi thường những cảnh báo trước đó mà phía Trung Quốc đã đưa ra. Được biết trước đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ra cảnh báo với Mỹ rằng nếu như phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục can thiệp và nhúng tay vào chuyện Hồng Kông, thì Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ và Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh với cả Mỹ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Bưu điện Hoa Nam cho biết, trước lúc ông Biden ký ban hành luật với Hồng Kông, thì ở ngoài Biển Đông, Hải quân, quân đội của Hoa Kỳ đã cho hạm đội Thái Bình Dương điều 9 tàu sân bay USS mang theo tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông, giáp với cả eo biển Đài Loan, gần phía cảng của Hồng Kông để tạo ra uy lực và gây áp lực với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Hành động đó, nó diễn ra vào đúng thời điểm chính quyền của ông Tập Cận Bình đang sôi máu, không biết phải làm sao với ông Biden, thì cơn trút giận đã đến. Dưới lệnh của chính quyền ông Tập, Hải quân, không quân của Trung Quốc đã cho phóng 100 quả tên lửa về phía 9 cơ tàu sân bay USS của Mỹ và cuộc đụng độ căng thẳng xảy ra trên Biển Đông. Hai bên tiếp tục nã tên lửa vào nhau, không bên nào chịu khuất phục bên nào và căng thẳng mỗi lúc một leo thang. Thưa quý vị, theo giới phân tích cho biết, gần một năm trở lại đây, chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden liên tục giáng những cú đòn đau lên đầu ông Tập Cận Bình vì tội ngông cuồng muốn ức hiếp các nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á và muốn thống trị thế giới bằng những toan tính hơn người. May thay, thế giới đã có nước Mỹ, có Tổng thống Joe Biden đã mạnh tay trừng trị phía Trung Quốc, trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình để ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn nhằm độc chiếm Biển Đông, thôn tính Đài Loan và Hồng Kông nhằm mục đích thống trị thế giới. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề thương mại và Miền Đông chưa kịp lắng xuống, thì chuyện của Hồng Kông lại nổi lên. Những gì đang diễn ra tại Hồng Kông đã khiến cho phía Trung Quốc đau đầu bởi vì Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố ký sắc lệnh với đạo luật về Hồng Kông. Liên minh châu Âu, EU và Mỹ đã buộc Trung Quốc phải đối phó với câu chuyện của Hồng Kông như một thách thức mới về đối ngoại. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu kỹ tại sao chính quyền ông Tập Cận Bình lại tức điên người cho dội 100 quả tên lửa lên 9 cơ tàu sân bay USS của Hoa Kỳ ngoài Biển Đông. Để phản đối việc Tổng thống Mỹ ông Joe Biden ký ban hành luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ký thông qua hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, bất chấp sự phản đối của phía Trung Quốc, trong lúc hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, đạo luật mới được ông Trump ký cho phép phía Washington dừng tình trạng thương mại đặc biệt của Hồng Kông. Dựa trên xem xét hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc liệu đặc khu này có duy trì đủ mức tự trị theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ hay không. Tổng thống Joe Biden cũng đã ký ban hành đạo luật bảo vệ Hồng Kông. Đạo luật này sẽ cấm bán đạn dược như hơi cay và đạn cao su cho giới chức đặc khu Hồng Kông, đặc biệt là giới chức cảnh sát. Theo các nhà quan sát cho biết, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden rất khôn khéo khi sử dụng phương pháp vừa đấm vừa xoa lên ông Tập Cận Bình. Một mặt ông ký sắc lệnh ban hành đạo luật với Hồng Kông, mặt khác ông nói xoa dịu ông Tập Cận Bình bằng cách nói như sau: "Tôi ký ban hành những dự luật này xuất phát từ sự tôn trọng với cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình."
và người dân của Hồng Kông. Những luật này được ban hành với hy vọng các nhà lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc cũng như Hồng Kông sẽ có thể giải quyết một cách thân thiện những bất đồng để dẫn tới Hồng Kông thịnh vượng và hòa bình lâu dài cho tất cả. Thưa quý vị, trước đó Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ để phản đối việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đạo luật dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình triệu tập Đại sứ quán Mỹ và chỉ trích rằng Hoa Kỳ đang nhúng tay sâu vào nội bộ vấn đề của Trung Quốc. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden tuyên bố ủng hộ người biểu tình chống chính quyền Hồng Kông. Phe vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng quận ở đặc khu này. Mặt khác, ông Biden cũng nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với cả Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình và hai nước sắp đặt một giải pháp cho chiến tranh thương mại song phương. Thưa quý vị, biểu tình chống chính quyền ở Hồng Kông kéo dài suốt đến tận bây giờ mà chưa có hồi kết và từ đó tới nay đã xảy ra không ít lần đụng độ giữa người dân và cảnh sát. Người biểu tình lo sợ khả năng Bắc Kinh sẽ can thiệp sâu vào quyền tự do với cả Hồng Kông. Điều đó nó sẽ làm phá vỡ sự cam kết cho Hồng Kông khi nước Anh đã trao trả lãnh thổ này cho phía Trung Quốc vào năm 1997. Thưa quý vị, có rất nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã sử dụng cách ngoại giao cực kỳ khôn khéo với cả Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Họ nói rằng Tổng thống Biden đã vừa đấm vừa xoa ông Tập Cận Bình, làm cho ông Tập vừa say ngủ vừa mê sảng. Cho đến cuối tuần trước, khi Tổng thống Mỹ vẫn còn nói ông có thể sẽ không ký luật vì ông coi Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình là bạn thân và ông phải cân nhắc các lợi ích cạnh tranh trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, hai dự luật về Hồng Kông được Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tuần trước nhận được nhiều sự ủng hộ của các dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc hai đảng của phía Hoa Kỳ. Và cuối cùng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức đặt bút ký xác nhận luật dân chủ và nhân quyền cho Hồng Kông, khiến Trung Quốc tức giận. Theo luật này, thì Hoa Kỳ có thể áp dụng cấm vận đối với cả các quan chức của Trung Quốc và Hồng Kông bị xác định vi phạm nhân quyền. Luật cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ hàng năm phải xem xét tình hình ở Hồng Kông, đảm bảo khu vực này có được tự do đặc biệt. Nếu không, Washington sẽ rút lại các quy chế đặc biệt dành cho Hồng Kông. Theo hãng CNN đưa tin, ngay sau khi Tổng thống Mỹ ông Joe Biden ký dự luật với Hồng Kông, thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã ngay lập tức có những phản ứng kịch liệt và chỉ trích việc Tổng thống Mỹ ông Biden đã ký thành luật và can thiệp nghiêm trọng vào việc chuyện riêng và chuyện nội bộ của Trung Quốc với Hồng Kông và phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế và các tiêu chuẩn cơ bản trong quan hệ quốc tế. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc gọi đây là hành động bá quyền và chính phủ của ông Tập Cận Bình coi Mỹ như là kẻ thù và điều đó đã xảy ra ngay tại Biển Đông khi chính quyền của ông Tập đã cho quân đội và hải quân của Bắc Kinh bắn 100 quả tên lửa lên 9 con tàu sân bay của Mỹ để trả thù. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Phó Tổng thống Mỹ Harris lên án Trung Quốc tiếp tục hăm dọa láng giềng. Trong ngày làm việc thứ hai tại Singapore, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã cáo buộc đích danh Trung Quốc hăm dọa các nước láng giềng ở Biển Đông. Phát biểu ngày 24 tháng 8 năm 2021, bà Harris khẳng định Hoa Kỳ biết rằng Bắc Kinh tiếp tục ép buộc đe dọa và đưa ra yêu sách đối với phần lớn Biển Đông. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ bác những yêu sách của Trung Quốc vì trái pháp luật và đã bị tòa trọng tài thường trực bác bỏ năm 2016. Ngoài ra, bà Harris cũng lên án những hành động của Bắc Kinh tiếp tục phá hoại trật tự thế giới dựa trên luật pháp và đe dọa chủ quyền của các nước trong vùng. Theo AFP, bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ phản ánh rõ cái nhìn của Hoa Kỳ về Đông Nam Á, khu vực được Washington đánh giá là quan trọng trong chính sách xoay trục sang châu Á để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Trước đó, ngày 23 tháng 8, bà Kamala Harris đã nhắc đến điểm này khi thăm chiến hạm Mỹ tại căn cứ hải quân Changi ở Singapore. Một phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết về chính khu vực này. Phía Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức về phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngày 24 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cáo buộc Mỹ tùy tiện bôi nhọ, đàn áp, ép buộc và bắt nạt các nước khác mà không phải trả giá để bảo vệ mục tiêu nước Mỹ trên hết. Việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan được Trung Quốc nêu làm ví dụ về chính sách đối ngoại ích kỷ của Washington. Trước đó, bà Kamala Harris cũng khẳng định Hoa Kỳ cam kết lâu dài ở châu Á như để trấn an các đối tác khu vực về tình trạng di tản hỗn loạn ở Afghanistan sau khi Mỹ quyết định rút hết quân trước ngày 31 tháng 8.